Chào anh em, trong cái video mà của tuần này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi lọc tìm những cái cổ phiếu cho cái tuần mới là tuần sau. Có rất nhiều những cái tín hiệu cổ phiếu mà nó đang vào một cái thế tương đối là đẹp để cho chúng ta có thể là rình rập được, chờ đợi những cái pha bùng nổ của nó sau đó. Và trong cái video này thì chúng ta sẽ cùng nhau trả lời cái đáp án về cái case study mà nghiên cứu của cái tuần sau luôn cho cái mã cổ phiếu HHV anh em nhé. Trước khi đến với cái nội dung mà chi tiết của video thì anh em đang đón coi hoặc là coi sau thì nhớ like giúp Sơn cái video này để tăng tính tương tác cho video anh em nhé. Rồi ok, chúng ta sẽ vào cái nội dung chính của video. Đầu tiên thì chúng ta chia sẻ luôn với cái case study về cái đáp án của cái kế hoạch trading cái cổ phiếu HHV này cho tuần mới luôn anh em nhé. Trong cái Zoom mà tự học chứng khoán của Sơn thì cũng đã chia sẻ với anh em về cái case study này rồi, và cuối tuần thì Sơn cũng đã chia sẻ với anh em vào trong cái Zoom cộng đồng miễn phí về cái mà một số cái gọi là cái tín hiệu của tuần mới, một vài cổ phiếu. Đáng ra là cái tuần này là sẽ chia sẻ với anh em về cấu trúc phân phối của quỹ cấp. Thế nhưng mà đoạn này thấy nhiều cổ phiếu nó đang trong cái trạng thái mà tái tích lũy, nó vào cái pha tăng tiếp nên rất là đẹp. Thế nên là bây giờ mà học luôn cái cấu trúc phân phối thì nó không ứng dụng được. Thế nên là Sơn sẽ đã chia sẻ với anh em những cái dấu hiệu về SOS rồi, là cái size strength, đây là cái dấu hiệu quan trọng xác nhận mối cấu trúc có hoàn thành tăng giá thành công hay là tạm gap thớt và lại tiếp tục quay trở lại rũ bỏ và giảm giá. Thế nên là khi mà hình thành cái SOS và test đỉnh xong và bước vào cái pha E tăng giá phía sau ấy, thì cái lúc đấy cổ phiếu nó mới xác nhận là hoàn thành cấu trúc và nó nhịp sau tăng giá rất là mạnh anh em nhé, ít nhất 15-20%. Thì đoạn này tôi đang thấy nhiều cổ phiếu đang có cái tín hiệu là cái triển vọng, có nghĩa là có cái cơ hội tạo những cái SOS và bước vào cái pha hoàn thành cái cấu trúc tái tích lũy trong cái thời gian vừa rồi và bước vào cái pha tăng giá khoảng 15-20% sau một cái điểm mua đẹp anh em nhé. Thế nên là tuần này đã giới thiệu cho anh em về cái kiến thức về cái SOS này, là cái size strength này, để anh em ứng dụng cho cái tuần mới và cái thời gian tới ở cái nhịp này khi mà thị trường nó đang có những cái tín hiệu cho cái việc là hoàn toàn có thể là kéo những cái pha mà chạy nút rút phía sau rất là mạnh anh em nhé. Nhiều cổ phiếu nó có tín hiệu ấy rồi, và để gọi là thực hành cho luôn cả cái mà kiến thức mà vừa chia sẻ thì Sơn cũng đã lọc ra được một cái cổ phiếu. Đấy là cái cổ phiếu mà Sơn đánh giá là theo cái chiến lược SEPA của Mark Miller Vini cũng như là kết hợp với cấu trúc tái tích lũy của quỹ cốc, nó đang tương đối là đẹp, gọi là chuẩn đấy anh em. Thế nên là đã gửi cho anh em một cái bài tập về cái việc là cổ phiếu HHV này để anh em có thể tự lên kế hoạch trading này rồi tự đánh những cái pha sự kiện để qua thực hành. Nhắc lại với anh em một chút là trong cái Zoom học chứng khoán này chủ yếu là để cho anh em có những case study để nghiên cứu, để có thể là nâng cao cái năng lực lần sau, không phải cái cổ phiếu này chỉ dừng lại ở cổ phiếu này mà tất cả các cái cổ phiếu nó cùng với cấu trúc mẫu hình cũng như là cái trạng thái tương tự anh em đều có thể là áp dụng và tự tin đưa ra quyết định mua bán cho mình được đấy anh em nhé. Thế còn Sơn thì làm tín hiệu cho anh em trong cái Zoom Telegram cơ, bao gồm là cái Zoom chung dài hạn cũng nhiều Zoom ngắn hạn, thì anh em là khách hàng của team thì cũng thường xuyên nhận những cái tín hiệu trong đấy rồi, không bỏ lỡ cổ phiếu nào cả đúng không anh em. Rồi ok, và hôm nay chúng ta sẽ giải luôn cái đáp án cũng như là cái kế hoạch về cái trading của cổ phiếu này luôn anh em nhé. Chắc chắn là cái cổ phiếu đấy là một cái cổ phiếu mà chúng ta phải quan tâm cực kỳ trong cái tuần mới này rồi. Thì cái đáp án chia sẻ với anh em đây là tuần tới này thì anh em sẽ vào cái cổ phiếu HHV này đánh theo chiến lược nào, đây như thế nào, kịch bản dự phòng như thế nào, thay đổi ra làm sao, đánh như thế nào. Đấy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng view chi tiết trong cái video này anh em nhé. Rồi cái cổ phiếu HHV này này, sau khi anh em nhìn từ chặng tuần trước sẽ thấy được là nó đang có một cái quá trình mà shift cái biên độ rất là mạnh anh em nhé. Sau khi tạm cái đỉnh tháng 9 năm 23 đây này, có mấy cú mà giảm bao nhiêu phần trăm rồi, 22-25% trong một cái nhịp gọi là giảm mạnh nhất của nó để nó xác nhận là vào cái pha tích lũy trở lại. Thì cái nền này gọi là cái nền củng cố của nó, cái nền củng cố của nó bắt đầu là hình thành từ khi mà quay trở lại xác định là tích lũy trở lại từ tháng 9 đến bây giờ là bao tháng anh em, 9 tháng 10, 11, 12, 1, 2, 3, hết tháng 3 rồi, ra tháng 4 rồi. Vậy chúng ta có đến hơn nửa năm nay rồi cho cái nền củng cố cái tích lũy này rồi. Và cái nền củng cố tích lũy này càng về cái bên phải của cái nền củng cố tích lũy thì cái biên độ nó càng siết lại anh em nhé, càng siết lại với cái thanh khoản càng cạn đi, thì chúng ta phải nhìn từ những cái xu hướng. Thế anh em nhìn này, từ hai mấy phần trăm siết này, siết dần vào là những cái pha chỉnh sau bắt đầu chỉ còn có 8%, 10% này, pha chỉnh tiếp theo này 5% này, và đến cho cái pha chỉnh gần nhất bây giờ nó chỉ còn mấy phần trăm thôi. Nó cho thấy được rằng là càng ngày cái cổ phiếu đang tích lũy càng chặt,
với cái thanh khoản nó cạn kiệt đi này, ở những cái phần sau của cấu trúc này, rồi cho đến cái việc là thanh khoản cạn kiệt đi, bắt đầu cái biên độ nó siết chặt lại, nó không còn những cái tính dao động là với cái biên rộng và lỏng này nữa em nhá. Thì đấy là một trong những cái mà khiến là chúng ta có thể quan tâm đến cái cổ phiếu này. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ đi đến với cái việc là cái view mà sát sườn hơn và ngắn hạn hơn với cổ phiếu này trong ngắn hạn. Thì hiện tại anh em nhìn thấy đang hình thành một cấu trúc mà tái click cuối cốc sau khi nó tạo đáy được quanh vùng 12 anh em nhá. Từ 12 này nó bật tăng lên được đến cái vùng xây nền là bật tăng khoảng 30% và xây nền trở lại. Thì trong cái nền mà tái tích lũy của cuối cốc này, chúng ta đã có những cái điểm mà sự kiện ở đây và trong các cái pha đây, pha A đây anh em nhé, pha đây với những sự kiện là có buying climax này, mua cao trào này, sau đó có gì auto reverse này, chỉnh tự nhiên này đúng anh em, sau đó có ST này, second test trở lại này, kết thúc pha A ta up trong pha B, có một cái minor side và trend ở đây, minor side minor đấy anh em, thì là một cái tín hiệu mạnh yếu, có nghĩa là một tín hiệu mạnh nhỏ ở đây, sau đó nó thất bại ở cái vùng áp thước này khi thị trường là nó có những cái pha không được tốt lắm vào cái gọi là cái dịp mà lễ Tết đúng không em. Sau đó cổ phiếu tiếp tục vẫn đi ngang tích lũy trong cái nền này, thì đây vẫn đang là cái pha B của nó, và chúng ta bắt đầu quan tâm khi cổ phiếu bắt đầu cho cái tín hiệu tạo pha C anh em nhé. Theo cái đánh theo quý cốc ấy, lúc nào chúng ta cũng quan tâm đến cổ phiếu sau khi đã có pha C. Pha C thì xác nhận khi nào, khi mà nó phải hoàn thành xong cái SOS, phải có SOS và backup thành công SOS, lúc đấy thì cái pha C lúc đấy mới được xác nhận. Vậy thì hiện tại chúng ta đang có cái pha C tiềm năng. Cái pha C tiềm năng đã đủ để chúng ta quan sát để có thể lựa chọn những cái điểm vào sớm rồi. Và nếu mà nó vận động cứ tiếp tục mà hoàn thành cấu trúc như này thì chúng ta sẽ có được đủ cái lượng hàng trước khi cổ phiếu này bước vào cái pha tăng giá thực sự của nó, là bước vào pha E. Thì lúc mà vào kết thúc pha D này, vào pha C xong rồi, kết thúc pha D sau khi backup thành công SOS thì nó mới kết thúc được pha D anh em nhé. Và nó vào pha E là lúc đó là điểm mua cuối cùng, là điểm mua tăng giá phía sau. Thì từ cái lúc là mà cái điểm pivot break cái vùng đỉnh nền tích lũy của nó ít nhất là phải chạy được 15-20%. Đấy anh em, 15-20%. Đúng không anh em? Thế nên là đấy là cái sẽ là cái case study của chúng ta trong cái tuần tiếp theo này và những cái tuần tới, đấy là cổ phiếu HHV này. Thế kế hoạch trading thì hôm nay gửi cho anh em đáp án rồi. Chúng ta sẽ thăm dò khi mà tại một cái LPS tiềm năng. LPS là gọi là Clock Price Support, có nghĩa là sau khi cổ phiếu này có thể là tạo cái pha C tiềm năng xong, nó sẽ quay trở lại nó test lại cái hộp giá này, gọi là cái nền giá của nó, và tạo những cái LPS là những cái nâng đáy tiếp theo lên. Thì anh em nhìn là tại sao chúng ta xác nhận có cái pha C tiềm năng. Thì cái pha C tiềm năng anh em nhìn này, trong cái nền tích lũy của nó này đi ngang tầm khoảng nửa năm. Thì bây giờ chúng ta đã thấy là có một cái pha mà đánh thủng 15 này thì làm cái pha gọi là rũ bỏ khỏi cái nền này, gãy cái nền này để rũ. Sau đó cổ phiếu đã rút chân lại ngay, những cái thanh khoản bán ra không phải là một thanh khoản đột biến trong khi mà đi ngang tích lũy rất là lâu như này, thì cái pha này rất có khả năng là tiềm năng cái pha rũ bỏ cuối cùng. Có nghĩa là những nhà đầu tư nào còn đang cầm ở cái nền giá như này trước khi cổ phiếu đánh lên, lúc nào họ cũng rũ bỏ nốt. Những nhà đầu tư mà đang đu bám ở trong cái nền này mà bị cắt ra khi đặt stop loss ở quanh vùng 15 này, thì cái 15 rất nhiều nhà đầu tư sẽ đặt cái stop loss ở cái 15 này. Thì đây mình gọi là stop hunting, có nghĩa là rũ bỏ quét stop loss của anh em. Sau đó là chúng ta nhìn trạng thái vận động phía sau này. Đấy, nó có một cái pha mà quay trở lại test lại cái 15 này. Đây anh em nhé, quay quan trọng nhất đấy, không phải là cái pha đánh thủng này. Pha đánh thủng này chỉ chúng ta gọi là quan sát thôi. Thế nhưng cái pha test này, cái pha test lại cái vùng 15 này, anh em nhìn thanh khoản nó cạn kiệt đi và sau đó nó rút chân lại được 15 này. Thì cái pha này là cái pha mà sau khi chúng có cái nến này anh em bắt đầu phải quan tâm này. Có nghĩa là nó cho một cái trạng thái là hoàn toàn có một cái pha C tiềm năng ở đây, khi mà đã đánh thủng xong rồi quay trở lại chiếc nguyên ngay và có đó test lại cực kỳ cẩn thận là no supply, có nghĩa là cái nến này là cái no supply bar, có nghĩa là cái nến cạn cung. Và quan trọng nữa là tín hiệu sau khi test cạn cung ấy, thì tiền lại vào và đánh vượt trở lại, và hiện tại bây giờ đang xử lý cái vùng cản quanh vùng 15.5 này thôi, đến 15.8 này thôi. Đấy anh em nhé, thì là sau khi nó chạm lại cái vùng này thì nó thường nó sẽ có một cái cú là test trở lại nữa, khi mà nó chạm những vùng mid range này là vùng cạnh giữa của cái biên độ vận động đây là quanh vùng 15.5, thì nó test lại, nó hoàn toàn phải test lại quanh vùng 15.3, 15.4 gì đó đấy anh em nhé. Và sau đó chỉ cần nó có tín hiệu là quay lại test lại 15.3, 15.4 mà thanh khoản nó cạn kiệt đi, không có ai bán ra nữa, và sau đó nó rút chân bật hồi trở lại với thanh khoản cao, thì là coi như cổ phiếu đấy nó đã test xong và tạo cái LPS đi lên, thì cái cơ hội của nó tạo cái SOS là cái tín hiệu mạnh vượt ra khỏi cái nền giá và sau đó backup thành công và đi tiếp là rất là cao. Có nghĩa hay nói khác là nó hoàn thành cái cấu trúc mô hình này khả năng là rất là cao. Vậy nên là cái kế hoạch của mua của, cho anh em mua sẽ là gì? Chúng ta thăm dò ngay ở cái LPS đầu tiên. Có nghĩa khi nó quay trở lại test cái vùng mà là khoảng 15.3, 15.4 gì đấy, anh em vào đánh theo chiến lược là 343, gia tăng ở những cái mũi tên màu đỏ đây. Mũi tên màu đỏ đây là những điểm tăng tiếp theo. Khi anh em mua cái bước một thành công rồi và cổ phiếu vẫn đi theo đúng kịch bản này, thì anh em sẽ chú ý là gia tăng dần
bước 2, bước 3 và chúng ta sẽ mua đủ hàng trước khi có những cái điểm mua cuối cùng anh em nhé. Thế ngược lại nếu mà nó không đi đúng kịch bản này thì anh em nhớ là đừng gia tăng khi nó sai kịch bản, có nghĩa là chúng ta phải đánh giá lại tình hình và chúng ta sẽ stop loss khi nào. Nếu mà mua 15.3, 15.4 hàng về mà không có lãi, không đi đúng kịch bản này mà đang lỗ sẽ đặt stop loss cho Sơn ở dưới của cái pha C tiềm năng này, có nghĩa là phủ nhận luôn cái pha C, thì có nghĩa đây không phải là pha C nữa anh em nhé. Thì chúng ta sẽ đặt cắt loss ở 14.5, ok chưa? Nó còn trùng với cả một cái vùng cung ở cái gap mở ra trước đó, cộng với cả là một cái Kijun 129 ở đây nữa, thì có nghĩa là cái mức stop loss này chúng ta là sẽ tương đối là hợp lý. Vậy nên anh em cứ mua quanh 15.3, 15.4, stop loss ở 14.5 và gia tăng khi kịch bản nó đi theo đúng kịch bản Sơn đang vẽ này. Đây là cái case study để anh em có thể nghiên cứu và giao dịch trong cái tuần tiếp theo và những tuần tới anh em nhé. Cứ đúng thì chúng ta chơi thôi, kế hoạch mà làm. Chứ còn bây giờ điểm số thị trường ấy thì nó rung lắc trong phiên, nó mạnh là cứ vượt 1280 nó cứ lắc lên lắc xuống. Cái phiên vừa rồi Sơn đánh giá là phiên thứ sáu đấy, thị trường vượt 1280 đấy, rung lắc rất là mạnh khi gặp vùng 290 đổ về. Có những lúc quay lại lớp gáp 1276 rồi, nhưng mà cái gọi là cái lực hấp thụ của nó rất là mạnh. Thế vậy nên anh em bây giờ chú tập trung vào cổ phiếu sẽ hay hơn rất nhiều so với cả cái điểm số thị trường chung. Đừng nhìn cái điểm số tăng tăng giảm giảm liên tục phục vụ phái sinh trong phiên mà chúng ta lại bỏ lỡ đi những cơ hội cổ phiếu anh em nhé. Có cổ phiếu chơi được bình thường, mà không những chơi được mà còn có thể kiểm soát được rủi ro và đánh an toàn được cơ. Đấy là những cổ phiếu như thế này. Và cái điểm mua của chúng ta sẽ là điểm mua sớm ở trong cái nền giá, thì chúng ta sẽ có cả cái nền giá nó đỡ anh em nhé. Đấy, cái điểm mua HHV là như vậy. Ok, cái cổ phiếu này anh em chú ý. Rồi, ngoài cổ phiếu HHV này nữa thì chú ý cho anh em luôn là cái nhóm đầu tư công anh em nhé. Ngoài ra nhé, nhóm đầu tư công xây dựng ở Sơn đánh giá nó cũng đang vào những cái thế tương đối là ổn, vào pha, không không gọi là vào pha, vào pha thì chưa đúng, vào pha phải break hết những cái đỉnh tháng 9 này này. Nó bắt đầu vào cái lúc mà nó break và chạy rất là nhanh ở đằng sau, có nghĩa là khi kết thúc pha E này anh em này thì nó chạy rất là nhanh. Bây giờ thì nó chưa vào cái nhịp chạy đâu, thế nhưng mà lại là những cái điểm anh em có thể gia tăng, gọi không gia tăng mà là thăm dò được sớm, thì sau này khi anh em mua đủ thì nó vừa an toàn mà cái giá trung bình của anh em ấy nó vừa là vừa phải, thì những cái sinh lời đằng sau ấy anh em kiểm soát được rủi ro cũng như là cái mức sinh lời nó cũng hấp dẫn, sẽ ăn được những cái nhịp tầm khoảng 20, 25, 30%, thay vì cái việc anh em mà đợi break hẳn mới mua đuổi thì có thể anh em sẽ ăn khoảng 15% thôi. Và nếu mà điều gì xảy ra, nếu mà cái pha mà anh em mua đuổi đấy lại là một cái pha bull trap anh em nhé. Đấy là cái cách chúng ta sẽ chơi, ok. Và tiếp theo là những cái cổ phiếu mà của nhóm đầu công xây dựng này Sơn đánh giá nó cũng vào cái thế, nó sẽ củng cố được cho những kèo này chúng ta sẽ đánh thành công cao khi mà có sự đồng thuận của các phiếu khác của nhóm ngành anh em. Ví dụ nhá, VCG đây anh em, đấy VCG đấy, chia sẻ với anh em trong cái video mà giữa tuần rồi là tốt của sắp nổ, trong đấy cổ phiếu GIC và VCG thì đã cho anh em mua ở quanh cái vùng 25 này rồi này. Anh em nào khách hàng Zoom đã mua 25 này rồi này, ở cái phiên rút chân này này thì nó không khác gì cái ông HHV này, nó tạo cái LPS ở 15.3 rút chân, em thấy có giống không? Thì VCG đi trước một nhịp rồi, VCG thì nó đã lên đến đây rồi. VCG lên đến đây rồi anh em nhé, nó tương tự như HHV ở 16 rồi. Đây, anh em nhìn này, cấu trúc đi như nhau. Đi bây giờ HHV đang đây đấy anh em nhá, rất có thể là thứ hai HHV sẽ tạo cái nến này và sau đó nó sẽ nối gót ông VCG này lên đây, nó chứng lại một chút này. Đấy, có VCG thì quay lại test lại 25.3, 25.4 này. Đây VCG sẽ phải đi như này. Đây lên đây này, chạm này, lên này. Chạm lại cái mây này một chút này, 25.4 này, sau đó break, backup và đi tiếp. Đây anh em nhá, anh em nhìn HHV có khác gì không? Đây, VCG cũng thế, lên đây đúng không? Giật xuống này, xong lên chạm này, nghỉ lại một nhịp này sau break. Đây anh em nhìn giống không? Giờ HHV đây, HHV đang cây này này. Đấy anh em nhá, thế chúng ta nhìn vào những cái cổ phiếu nó đã có những cái sự mà dòng tiền nó tham gia, nó mồi vào và dẫn dắt như này rồi. Thì em tự tin tham gia được. Vậy thì ngoài HHV ra chúng ta có VCG đi trước một nhịp rồi, anh em mua có thể có lợi nhuận ngay. Nếu ngày mai ở thứ hai hoặc đầu tuần nó có cái giá đỏ loanh quanh cái vùng mà 25.3 hay 25.4 này, anh em hoàn toàn có thể tham gia được và cược cho kịch bản là nó tương tự như Sơn vẽ đối cổ phiếu này. Thì cái điểm mua của anh em đối với cả VCG sẽ là điểm mua này anh em nhé, sẽ là điểm mua này. Thì anh em mua HHV điểm mua một đây thì đến đây anh em cũng sẽ gia tăng điểm mua hai. Thì VCG cũng thế, VCG anh em nào mà Sơn đã cho mua ở 25 này rồi thì bây giờ mà nó về đến 25.4 này, nó test lại, nó rút chân anh em nhé, thì đấy là cái điểm mua gia tăng của anh em. Đấy, sau đó đợi backup lên điểm số 3 và vượt lên đây là điểm số 4. Đây anh em nhé, những cách chơi chúng ta như vậy. Đã mua ở đây rồi này, đây, kẻ lại đúng cho anh em đúng ngày luôn. Đấy, đúng ngày luôn, đúng không? Thì đã mua ở đây rồi, đúng đúng chiến lược kịch bản cho anh em. Bây giờ mua tiếp ở đây. Rồi mua tiếp ở đâu? Mua tiếp ở đây. Rồi mua tiếp ở đâu? Mua tiếp ở đây. Đấy, bốn điểm mua luôn. Giờ anh em nhé, nó sẽ giống nhau như vậy. Và để củng cố cho anh em thêm về cái cái cấu trúc mô hình nó chạy nó có cái tính gọi là nối nối đuôi nhau luân phiên như này, anh em cứ xem cổ phiếu này anh em biết này, FCN đấy, FCN đây anh em nhé, trong nhóm đầu tư công xây dựng này nó chạy trước rồi đây anh em,
nó chạy trước ở đây thì lại ví dụ cho anh em nhìn cái này dễ, cái này tích lũy ở đây nó break ông SCN break 15 này là xong rồi. Thì bây giờ HHV đang đâu? HHV đang đây này anh em này, HHV đang đây này, đây là HHV này, được chưa? HHV đang trên này, có thể ngày mai HHV test, test xong như này, test xong nó lên nó chạm lại. Thì VCG đang đâu? VCG đang đây này anh em này, đấy VCG đang ở đây này, đấy, anh em nhìn nhé, hãy VCG đang ở đây, đúng chưa? Thì SCN đi trước này, ok chưa anh em? HHV đang ở đây, VCG đang ở đây, vậy thì anh em nhìn thấy sau đó cấu trúc cũng chạy như này, nó hoàn thành này, hoàn thành cấu trúc mô hình này, này test thành công này, được chưa? Chạm cản cũ này, lùi lại một nhịp này, break out này, back up này và fire tăng tiếp. Đấy anh em nhìn đấy, cái cách chúng ta chơi đấy, có phải là sẽ mua một điểm ở đây, được chưa? Mua một điểm ở đây, rồi mua một điểm khi nào? Khi back up và mua một điểm cuối cùng khi nào? Khi xác nhận là vào pha tiếp diễn là cái điểm mua cuối cùng. Anh em thấy lúc nào là cái điểm mua tiếp diễn cũng là điểm mua cuối cùng. Đấy anh em nhá, nhìn thấy cực kỳ rõ ràng, minh họa luôn cho anh em nắm được cái kế hoạch chơi của nó. Chúng ta làm chủ cuộc chơi chúng ta phải có kế hoạch. Cái việc mà chúng ta có kế hoạch từ trước khi vào phiên giao dịch thì đến cái lúc mà cổ phiếu nó chạy theo cái kịch bản đấy, anh em cứ tự tin mà mua và gia tăng thôi. Thì đấy chính là cái gọi là cái ưu điểm của cái việc là anh em đã chuẩn bị sẵn cái tinh thần và tâm thế rồi. Vậy thì HHV giờ Sơn lại quay trở lại câu hỏi, hỏi với anh em một câu, nó về 15.3 15.4 anh em có vào không, về 15.4 anh em có vào không, anh em phải tự trả lời trước đi. Rồi nó vào 15.4 rồi, anh em vào rồi thì đến lúc nó quay lại vượt 16 này, nó chạm 16 nó quay nó test lại một chút quanh khoảng 15.8 này này, anh em có gia tăng không? Rồi sau khi mà nó break cái vùng 16 nó quay lại back up, anh em có mua tiếp không? Đấy chúng ta phải có hết cái kế hoạch rồi thì sau này cứ vào kịch bản chúng ta chơi thôi anh em nhá. Rồi ok, nhóm đầu công xây dựng anh em có nhìn những cổ phiếu như KSB này, nó chạy trước này, nó quay lại đỉnh cũ tháng 9 23 rồi này. Rồi cổ phiếu gì à, cổ phiếu LCG này, anh em nhìn chưa, quay lại đỉnh đang đang trên đường quay lại đỉnh tháng 9 năm 2023 rồi. Thì những cái cổ phiếu như là HHV này nó cũng sẽ theo con đường đấy, nó lên lại đỉnh tháng 9 năm 2023 là quanh cái vùng này thôi. Rồi ông VCG cũng thế, cũng sẽ quay đỉnh tháng 9 năm 2023 quanh cái vùng này thôi. Thì chúng ta cứ thế mà chúng ta chơi anh em nhé. Thì riêng cổ phiếu PLC này đâu nhỉ, PLC này cũng cho anh cũng gọi là khuyến nghị anh em mua rồi này. Đây này PLC này anh em nhé, PLC này cũng là cổ phiếu này tương tự này anh em nhìn này, đấy nó khác gì nhau đâu, nó cũng bùng nổ rồi, cho anh em mua ở đây rồi này. Thì cái nhóm đầu tư công và vật liệu xây dựng này nó cũng sẽ chạy như nhau anh em nhé, nó cũng sẽ có cái động lực và tăng, và cả nhóm ngành nó cũng kéo anh thôi. Đây này PLC cho anh em mua này, để khuyến nghị này anh nhé, 8% rồi, hôm nay thứ sáu về ăn được cái cây, một cái cây gọi là 6,6% của nó cộng với cái điểm mua sớm nữa, chúng ta có 8% rồi. Bây giờ nó quay trở lại 33 anh em gia tăng, rồi nó vượt sau nó back up anh em lại gia tăng tiếp đây, giả dụ lên đây ngày mai có giá đỏ về đây gia tăng tiếp này, xong back up lại gia tăng tiếp này, xong đó khi mà vượt lại gia tăng tiếp này, đấy cực kỳ nhiều cái điểm để anh em có thể gia tăng được. Đây anh em nhé, chúng ta phải có kế hoạch từ đầu đi thì chúng ta chơi nó rất là dễ. Rồi ok, kết thúc cái nhóm đầu tư công đây anh em nhé. Sang tiếp một cái cổ phiếu mà Sơn đánh giá là sang tuần tiếp theo, một cái nhóm cổ phiếu khả năng rất cao nó sẽ cũng có pha bật tăng, có thể không phải đầu tuần, cũng thể là giữa tuần hoặc cuối tuần, tùy tùy vào cái việc mà thị trường nó phản ứng như thế nào. Thế đấy là cổ phiếu chứng khoán này, nhóm chứng khoán là sẽ là cái cổ phiếu nó sẽ dẫn dẫn tiếp cái nhịp này, Sơn đánh giá rất là cao vì nó vào sóng rồi. Thì trong cổ phiếu chứng khoán ấy thì cũng cho anh em mua những cổ phiếu SHS rồi, quanh cái vùng 18 này đúng nha, 18 thì bây giờ hàng về cũng được bao nhiêu phần trăm rồi, 12% rồi đấy, anh em nhé. SHS đây em cũng báo cho anh em, đây cái zoom này zoom cộng đồng anh em nhé, là cái zoom hoàn toàn miễn phí rồi, là cái nơi mà Sơn giao lưu với anh em gọi là về cái thị trường chứng khoán, thành ra là anh em cứ quét cái mã bên có phải màn hình hoặc theo cái đường link phần mô tả anh em ấn vào, vào đây là giao lưu cho vui thôi nhá. Nhưng mà trong đây những cổ phiếu mà Sơn đưa ra cho anh em cực kỳ chất lượng, ngoài ra nữa này cập nhật cái diễn biến tình hình ở trong phiên cho anh em đỡ hoảng loạn hoặc là đỡ bi quan chán nản, cập nhật cho anh em những kịch bản mua bán như nào, hành động như nào. Đây cái zoom này hoàn toàn miễn phí nhá, là cộng đồng mà Sơn mở ra để chúng ta giao lưu với nhau về những lĩnh vực liên quan đến chứng khoán. Anh em nhìn SHF này, SHF này, em đâu nhỉ, báo anh em SHF này đây anh em nhé, SHF này cứ kiếm 10% đã, giá 18 mua trước mà cái này phím phím công khai cho anh em không này luôn, gọi là phím thì không đúng mà là nói thẳng ra cho, gọi là anh em nào khách hàng của team thì đã được mua rồi, còn trong cái zoom cộng đồng này là cái zoom công khai nên Sơn không muốn là gọi là chúng ta gọi là hô hào quá nhiều, gọi là hô hào thì không đúng nhưng mà chúng ta nhắc đi nhắc lại một cổ phiếu quá nhiều thì lại sợ là bị sẽ mang cái tính là hô hào thì nó sẽ không hay lắm. Anh em mà mua theo mà đúng thì không sao, đều vui, nhưng giả dụ anh em mà mua theo nhưng mà không có cái người mà bám sát cho anh em để quản trị rủi ro được, chẳng hạn như mua về nó không theo kịch bản em phải cắt, thế nhưng mà anh em mà cũng mua theo nhưng mà không biết cắt, đến lúc mà thua lỗ biết đâu gặp cái pha thị trường nó giảm mạnh
mà đang âm 4% anh em không cắt nó âm thành 15-2% thì quay lại lại bảo là chúng ta gọi là hô hào nhau vào những cái kèo không tốt thì nó lại không hay lắm. Thế là trên này thì Sơn gọi là cứ nói gọi là ý như này là anh em chuẩn bị này, có nghĩa là anh em chú ý này, còn team thì là đã cho anh em mua rồi nhá. Thế là tốt nhất là anh em nếu mà thấy cái phong cách cũng như là cái trường phái đầu tư của Sơn nó phù hợp với mọi người thì anh em phải liên trực tiếp với Sơn để tham gia cái Zoom này nhé, để quản lý danh mục cho anh em. Mua thì lúc mua thì báo mua, lúc nào mà thấy không ổn bán thì báo anh em bán, như thế thì nó mới quản trị được rủi ro nhé. Tóm lại là SHS là cái nhóm cổ phiếu gọi là cổ phiếu mà cái nhịp này nó chạy rất là ok này anh em này, có nghĩa là tạo một cái nền tốt ở đây, nó vượt được 18 này, 19 này, nền 18 vượt 19 là rất là ok rồi. Nó có thể là quay lại nó backup lại quanh cái vùng 19 19 thêm 5 này nữa. Thì Sơn đánh giá là công chứng khoán này kể cả nghe quay đây tí này, xong nó tiếp tục phi lên này. Đấy là nó tiếp tục có chạy đấy anh em nhé, không đùa đâu. Thanh khoản nó bơm vào kỳ nhiều cái này. Em nhìn này, cái đoạn thanh khoản này này, nó bơm vào từ cái nền giá này, cái nền nó đi ngang là thanh khoản nó cạn kiệt này, đến từ những cái thông tin không tích cực từ ban lãnh đạo luôn anh em. Nhưng mà sau đó dòng tiền nó chấp nhận tham gia trở lại sau khi cây rũ này, cây rũ đánh gãy 18 này. Gãy 18 xong rồi, quay trở lại lấy lại chiếc đinh nguyên ngay, rồi có cái pha test lại. Thấy không thấy ai bán ra đây này. Em nhìn này, không thấy ai bán ra này. Sau đó tiếp tục cổ phiếu tiền nó bơm vào break khoảng vùng 19 như này. Thế là nó tín hiệu thế là rất là tốt đấy anh em. Thế là team mình cho mua từ 18 rồi, hiện tại cũng lãi 12% rồi. Thế nhưng mà nó chưa dừng lại tại đấy đâu anh em. Anh em vẫn chú ý được những cái pha sau nữa. Vì những cái cổ phiếu trong chứng khoán nó vượt hết đỉnh tháng 9 rồi, nó chỉ còn một vài cổ phiếu loanh quanh cái đỉnh tháng 9 này thôi, nó sẽ vượt. Rồi ngoài SHS có VND này anh em nhé. Đấy đỉnh tháng 9 ở đây mà. Tiền nó nhồi vào đây là nó bơm vào đây này, quay lại test anh em nhìn này, test cạn lên khoảng này. Đấy đang quay lại backup này, có thể là một vài phiên tới nó sẽ quay lại cái cổ phiếu nó hơi vốn hóa hơi lớn một tí, nó hơi nặng. Có thể nó sẽ lại tiếp tục có nhúng xung nhịp nữa anh em nhá, nó nhúng nó test lại cái vùng khoảng 23.5 23.6 này. Sau đó tiếp tục nó sẽ quay lại trở lại bật tăng tiếp và vượt cái đỉnh tháng 9 này thôi. Thế nên là cái nhóm mà Sơn đánh giá anh em chú ý được cái tuần sau đó là nhóm chứng khoán mua giá đỏ được anh em nhé, có cái pha rung lắc rũ bỏ mạnh, không phải rung lắc rũ bỏ, chẳng không đến mức rung lắc rũ bỏ mạnh đâu, mà là nó sẽ có cái pha gọi là nó gọi là pullback, có nghĩa là cái pha kéo ngược tự nhiên lại. Và anh em chú ý nhá, những pha trong tự nhiên này thanh khoản nó phải cạn đi, giả dụ nó quay trở lại vùng 23.6 hay 3.7 3.8 những được, nó quay lại nó test lại cái gap này không thấy ai bán ra, sau đó rút chân anh em vào luôn. SHS cũng vậy, đây nó quay xuống test lại tổng 19 hay là 19.5 gì cũng được, 19 được, 18.9, 19 gì cũng được, không cần biết. Thế nhưng mà nó quay đây mà không thấy ai bán ra này, xong rồi nó rút chân nó hướng lên cái, anh em vào luôn. Vào luôn vì cái pha sau có thể là vượt luôn đấy anh em. Thế vượt luôn đấy, hoặc là nó lại trùng lại một vài phiên nữa là xuống đây này, xong lên đây cái, xong nó chững cái xong nó bật luôn. Đấy kiểu nó như thế. Thì chúng ta quan trọng nhất là cái phương pháp luận đằng sau và cái hành động của cổ phiếu để chúng ta đưa cái gọi là hành động thôi. Thì khi nó rút chân anh em vào thăm dò luôn, và khi nó vượt anh em gia tăng, cứ làm như vậy cho hơn. Thì là cái anh em vừa kiểm soát được rủi ro mà lại vừa đánh gọi là không bị bỏ lỡ những cổ phiếu. Chứ bây giờ nhá, cứ lò già lò dò ở loanh quanh cái vùng đỉnh này, vào không dám vào, mua không dám mua, nhưng mà nó chạy thì chúng ta lại không đuổi được thì nó rất là khó chơi. Nên là chúng ta cứ phải đánh những cái chiến lược mà chúng ta vừa nói là ném đá vào đường ấy. Anh em đánh chia khoảng 3 lần mua, đánh cho 343 hoặc là tự tin đánh cho 532 hoặc 552525 em nhá. Thế nhưng cái cổ phiếu này mới cổ phiếu Sơn đang quan tâm này. Ok, đấy là hai cổ phiếu đang nói với anh em về cái việc là đã mua rồi ở cái vùng đèn dưới sau khi break ra thì cái điểm mua đẹp. Thế nhưng cổ phiếu này mới cổ phiếu Sơn kỳ vọng này anh em này, cổ phiếu VIX. Đây anh em nhá. Cũng chẳng gọi là giấu gì anh em cả, cổ phiếu VIX này là cổ phiếu mà đang trong cái danh mục mà Sơn đang nắm giữ. Em nhá, trong tài khoản cá nhân. Thì cổ phiếu VIX này này là nó là cái cổ phiếu mà gọi là chúng ta hay gọi là cổ phiếu mà thuộc cái tuyến hai. Tuyến hai là gì? Là những cái ông mà đang tương đương với cả sức mạnh thị trường của VN-Index, có nghĩa là đang loanh quanh cái vùng đỉnh 1250. Ông tuyến 1 thì ông break cái vùng 1250 của VN-Index nó cách 20 30% rồi, là ông đã tăng gọi là mạnh hơn thị trường rồi không nói. Thế nhưng những cái ông này là những ông đang gì ạ? Là đang được cái dòng tiền luân phiên chuyển dịch đến, nhưng ông mà sức mạnh tương đương thị trường, tóm lại là đang ngang với cả VN-Index quanh đỉnh 1250. Thế nhưng mà anh em nhìn nhá, cái cổ phiếu VIX này nhá. Đã nói rồi, nếu mà nó không chạy thì thôi. Chứ cái họ cổ phiếu này đã chạy thì như nào nha, cực kỳ mượt anh em nhé, anh cực kỳ mượt đây, nói cho em cái cổ phiếu rồi đây, chú ý cái họ cổ phiếu này báo cho anh em rồi từ cái phiên trước rồi, không chạy thì thôi nhé, đã chạy là mượt. Anh em nhìn này, cổ phiếu gì đây, rích tím đây, trong cái video cách đây giữa tuần đấy hay là đầu tuần này, đầu tuần hay giữa tuần này có báo anh em của phát nổ cổ phiếu gì, cổ phiếu rích cái này đây anh em nhé, cổ phiếu rích cái này nó mà nổ thì sao. Đấy thì cả cái họ của nó cũng sẽ phi lên cùng hết. Về cổ tự doanh của ông Vích, em cầm Vích, ông cầm IDC, ông cầm VGC, có nghĩa là gọi là họ cổ phiếu mà. Họ cổ phiếu gọi là của cùng một ông đại gia đấy anh em nhé. Đấy. Thì anh em nhìn nhá, cổ phiếu Vích ngay sau cái xếp nền đấy. Báo anh em rồi đúng không? Báo anh em này. Báo anh em đâu nhỉ?
báo anh em này, chú ý gách này, đây báo mua từ hôm qua Hoa nhá, đây này, hôm qua đấy là của cái phiên trước đấy chứ không phải hôm qua đâu, cái phiên mà đây báo anh em mua gách phiên này này, phiên này anh em nhìn này, đâu nhỉ, sẽ mở lại cái hình trong cái zoom học viên, trong zoom học chứng khoán này đúng hơn. Đây báo anh em mua gách này đấy, thế anh em tham gia vào thì anh em mới có cái điểm mua nó đẹp được, không phải mua đuổi, không phải đu chân anh em nhá, chứ không thì cứ cổ phiếu nào thấy tăng mất rồi mới hỏi mua thì nó lại bị lỡ hết rồi, anh em phải vào sớm phải biết trước. Đây anh em này, đấy hôm nay nhà Sơn mất điện nên chỉ báo anh em thế thôi, vượt 24 là điểm vào luôn này anh em này, đấy bảng nghiên cứu rồi, vượt 26 mới chính thức vào sóng, vượt 26 mới chính thức vào sóng, đánh lên 36, đánh lên 36 mới thôi. Bây giờ vượt 26 này vào sóng này, bây giờ mới là cái điểm mua đầu tiên thôi, rất là đẹp, vượt 24, 23.5, 24 này mua luôn. Hôm đấy cho anh em mua là nó chỉ quanh cái giá 23.5 thôi, thì ngày hôm qua vượt hẳn 24 rồi, nó có thể quay lại nó backup một chút đấy, anh em nhé, nó backup xong rồi cái pha sau nó vượt này nó còn vượt nữa, nó còn chạy nữa thì đánh nhá, cái cổ phiếu này anh em đánh trung hạn được, đánh lên 36 anh em nhé, đánh lên 36 thì từ cái điểm mua 24 cho anh em mua 23.5, 24 này lên đây nhá, được 50% đấy anh em ạ. Mà không chạy thôi nhá, đã chạy quên đi, một cái nền tích lũy ngang này nhá, bắt đầu có cây extra vốn vào này, cái này là cái dấu chân dòng tiền lớn này, cái dấu chân dòng tiền lớn này chúng ta đừng có nghi ngại về cái việc là nó lừa đấy thì như nọ như kia, nếu mà anh em cứ theo cái thuyết âm mưu như vậy thì khó lắm. Anh em đọc cái quyển tâm lý thị trường chứng khoán đấy, nó sẽ có gì ạ, tư duy cấp độ 1, tư duy cấp độ 2, tư duy cấp độ 3. Cấp độ 1 là của là nhà đầu tư là new buy, cấp độ 2 là của nhà đầu tư gọi là không hẳn là chuyên nghiệp nhưng mà nhà đầu tư có kiến thức, gọi là nhà đầu tư chuyên nghiệp cũng được, nhưng không gọi là chuyên nghiệp, nhưng mà nhà gọi là nhà đầu tư mà có kinh nghiệm. Còn tư duy cấp độ 3 thì bắt đầu là của các chuyên gia đấy, nhưng mà anh em cứ đọc chi tiết đấy thấy là cái ông cấp độ 1 mặc dù là không coi coi như gọi không biết gì thì không quá hơi quá đà, nhưng mà có thể là hơi ít kinh nghiệm, có thể là nhìn thấy tăng thì cứ mua đấy, thì lại trùng lặp với cả tư duy của ông cấp độ 3 là của chuyên gia. Thế trong khi ông cấp độ 2 là gì, nhìn thấy tăng thì lại nghi ngại, lại nghĩ là có nghĩa là có thuyết âm mưu là lừa, dĩ nhiên nhiều lần là dính quả lừa nhiều rồi, thế nhưng mà đến có những lúc mà thận trọng ấy thì nó không dám mua thì nó tăng thật đấy anh em nhá. Nên là chúng ta có kế hoạch và kịch bản rồi, chúng ta phải kế hoạch từ trước và sau khi nó đi không kế hoạch cứ thế mà chơi anh em ạ. Đấy HHV giờ đang ở cây này này, VCG giờ đang ở cây này này, đấy, anh em nhìn nhá, đây VCG đấy, hôm nay báo anh em là nó vượt 26 thì là tương tự với cả gách vượt 24, em nhìn gách vượt 24 chưa, biết đầu thứ hai VCG nổ vượt 26 sao, anh em có chơi không, em có chơi thì anh em phải có cái câu trả lời trước đi anh em nhé, đừng để nó vượt như này xong rồi lại tiếc không vào được đấy. Thì VCG anh em thấy vừa chia sẻ anh em chơi chơi đi đấy, rồi quay trở lại với họ này thì tại sao lại là cái cổ phiếu VIX, cái cổ phiếu VIX này anh em nhìn nhá, quay trở lại đỉnh cũ rồi, tháng 9 năm 2023 rồi, quay lại đây có phá diễn quay lại rồi gặp áp lực cũng có chốt lời, cái đoạn này là hợp lý là bình thường, nó quay trở lại đỉnh cũ mà ai gọi là không đủ tự tin nó rũ cho cây này, nó rũ cho 2-3 cây liền thì ai mà lỡ mua khi vượt đỉnh quanh vùng 21 này đi thì nó rũ lại, nó giảm lại khoảng 8% hợp lý, nhưng quan trọng nhất là cái hành động sau đó này, nó không follow tới đà giảm này nữa, nó chững lại tại đây và nó quay lại cái vòng cung phục hồi. Thì Sơn đánh giá của Vix này, nó vượt cái đỉnh tháng 9 năm 23 này chạy nhanh lắm, chạy lúc đấy không mua được cơ, vì cái lý do anh em nhìn thấy nó tính cái nền rất là dài quanh 18 này, nó break từ 18 rồi anh em ạ, cái điểm mua đẹp là từ 18 này, Sơn là vào từ 18 này khi nó break rồi này anh em này, 18 18.5 này là nó gia tăng xong rồi đấy anh em nhìn nhé, break vùng 18 này quay trở lại backup này, mở rộng anh em nhìn mới thấy ra nó dễ đây này, break 18 này được chưa anh em, Sơn nó mua cây này này thất bại quay lại nó rũ cho cây nữa không gia tăng, thế nhưng mà rũ xong ấy nó lại không rơi xuống tiếp cái nền dưới này, quay trở lại vượt tiếp 18.5 thì đây là cái điểm gia tăng tiếp diễn này rồi anh em, đấy đây điểm gia tăng rồi, sự gia tăng đủ rồi đấy anh em. Thì bây giờ nó quay lại đỉnh cũ ấy, chấp rung lắc luôn kệ nó, giá trung bình của mình khoảng 18.3 thôi, lên đây cũng được khoảng lúc nó lên được khoảng 15% rồi là chúng ta đã có khoản lợi nhuận tốt rồi, kệ nó để đấy, nó chưa dừng ở đấy đâu, chúng ta sơn vào cổ phiếu này không phải để ăn 15-20%, 30-50% đấy anh em. Thế nên là cổ phiếu này sơn đánh giá này có thể khả năng này sang tuần sau này nó quay lại loanh quanh cái vùng 19.5 này, đây có thể là nó lên đây nó dướn lên đây nó nâng đáy này này, nó quay lại 19.5 này hạn thế, xong có thể nó break cái vùng 21 này bắt đầu nó quả đấy nó là cái phi nhanh của nó, mà nó phi nhanh này Sơn đánh giá nó không quay lại backup đâu,
Giả dụ bình thường cổ phiếu nhé, nó vượt đỉnh có thể nó quay nó backup này xong phi tiếp, nhưng Sơn đánh giá của Covid này nó chạy thì nó kinh, chưa chắc quay backup. Giả dụ cái pha này nó vượt 21 nhé là phi luôn, chưa chắc quay backup. Rồi kịch bản số 2 là gì? Nó quay lại nó rũ mạnh hơn, nó rũ thủng luôn cả cái vùng 19 này, nó về 18 này anh em này, nó về 18.8 này, 18.9 này, coi nhẹ ông nào mà gọi là cảm thấy gọi là bối rối hoảng loạn này, nó về lại 18.8 này nó rũ thì gọi là bán hết hàng, thì có thể là mất hàng. Cái pha sau nó break thì nó cũng phi luôn. Sơn thì sang đánh giá như vậy, dĩ nhiên góc nhìn cá nhân có thể sai có thể đúng, thế nhưng anh em nào mà chưa cổ phiếu chứng khoán chú ý cho Sơn cổ phiếu VIX này. Và để minh chứng cho anh em cái họ nó chạy mượt đây cho anh em xem IDC đây, VIX bây giờ đang ở đâu? VIX nó đang ở đây này anh em này, VIX nó đang ở đây này đúng không anh em, VIX nó đang ở đây này. Thế còn ông GEX thì đâu, ông đang ở đâu? Ông GEX thì cũng đang ở dưới đỉnh tháng 9, nhưng mà nó cũng đã chạy rồi. Ông GEX này thì là tập đoàn nên là có thể nó nặng hơn, nhưng mà nó cũng nhăm nhe chạy từ cái này tích lũy nói rồi, VIX này chưa được. Nhưng mà VIX nó sẽ theo IDC này anh em này, em nhìn nhá, VIX nó đang ở đây này đấy, nó quay đây là đỉnh tháng 9 này, ông VIX nó quay đỉnh tháng 9 này đây, VIX đúng quay đỉnh tháng 9 chưa, rũ lại này, kéo lên hồi này, test này, phi này, lên đỉnh tháng 9 này, quay hồi này, quay lại test lại một lần này, không thấy ai bán ra này, phi mà anh em, phi nó không backup đâu anh em ạ. Backup là gì? Backup nó không quay lại test nữa đâu, vì là nó test đủ rồi, nó chứng lại ở đây là nó test rồi anh em nhìn nhé, em nhìn này, VIX này đây được chưa, nó khác IDC chưa, nó vượt lên không quay, nó rũ này, nó rũ xong nó test xong cái này nó cứ phi thôi. Thơ Sơn thì đang thiên về kịch bản này hơn, thiên về kịch bản này hơn, có thể đúng có thể sai, nhưng mà kể cả nó về lại 18.9 thì cũng là nơi để ta mua một cái giá đẹp hơn, và sau đó nó phi rất là mạnh. Anh em đánh VIX ít nhất đánh lên 29.30, đánh lên 29.30 thì từ cái giá Sơn cầm 18 này, 18.3 này, Sơn đánh ít nhất lên tầm khoảng là đây 29.30 thì đó là tầm khoảng 30, có cái điểm đảo hàng quanh 26 khoảng 30%, và có thể lên tầm khoảng 30 là khoảng 50% gì đấy, trung bình ra tính toàn bộ vị thế tầm đấy, thì khi nó vượt khỏi cái đỉnh 21 này nó chạy tính khoảng 30 được khoảng 50 mấy 50% hợp lý anh em nhá, tầm đấy có thể nghỉ chân ở 25% và sẽ tiếp một nhịp lên khoảng 50% đấy anh em nhá. Đấy là góc nhìn chúng ta nhìn nó xa ra một tí để anh em có cái niềm tin đánh trong thời hiện tại, cũng như IDC này thôi anh em nhìn này, sau khi mà nó rũ xong lại một phát này không ai bán nữa này, nó phi cái pha sau nó có quay lại đâu, và sau khi nó break khỏi cái đỉnh tháng 9 nhá thì đây tương tự với VIX 21 này, anh nhìn chạy bao nhiêu phần trăm, chạy 15% rồi, nhưng mà cổ phiếu chứng khoán nó còn khốc liệt hơn rất là nhiều đấy anh em. Cổ phiếu IDC chưa dừng ở đây đâu, thì chúng ta cũng làm có cái điểm đảo hàng loanh quanh tầm khoảng 20-25% đấy, có thể quanh vùng 62 này nó chứng lại, xong rồi nó loanh quanh anh em này khoảng một vài nhịp này, xong rồi nó phi phát nữa đấy anh em, lúc nào cũng nghỉ nghỉ ngơi xong phi tiếp. Thì cổ phiếu VIX bây giờ nó mới chỉ là gì, mới chỉ là loanh quanh đoạn này thôi, thì cái nhóm cái họ nhà nhà cái cổ phiếu này IDC nó đã phi trước với cái cấu trúc mô hình tương tự này, cách đánh nó như nhau cả thôi nha. Thế nên là đoạn này Sơn vào cả gách, Sơn vào cả vích đấy, đã chạy là mượt anh em nha. Rồi anh em chú ý, rồi tiếp một cái cổ phiếu nữa sang cái nhóm tiếp theo đi, chứng khoán rồi, chứng khoán rồi, đầu tư công rồi, bây giờ sang thép đi. Thép thì mới cho anh em mua cổ phiếu này này, đây thép mới cho anh em mua cổ phiếu này này đâu rồi, đây thép mới cho anh em này, báo trước cho anh em từ trước này, báo từ đầu phiên giao dịch này, HSG này có phiên test cạn cung, siết vôn hồi hướng lên, tiền vào động lực vượt 24 thời gian tới, nối gót cái ông Nam Kim này, tương tự như VCG anh em nhìn nhé, báo cho anh em từ cái lúc nó đã tăng đâu đúng chưa, cái lúc nó có giá 22 chấm mấy đây, loanh quanh 22.3 này, 24 2.5 này đấy anh em ạ. Thế anh em phải chú ý rồi, sau đó là thấy có tín hiệu tiền vào cái là cho anh em mua luôn đây nhá, lệnh mua đây anh em, lệnh mua đây đấy, thấy tiền vào một cái là mua luôn đấy, anh em nhìn giống cổ phiếu nào đấy, cho anh em mua luôn theo dòng tiền lớn luôn, xông phi luôn. Thì cổ phiếu này này khả năng rất cao này, nó chạm lại cái vùng này này, rơi đủ ba chân đây này, một chỉnh này, hai chỉnh này, ba chỉnh này, lên đây chạm cái này test này, quay lại test này, cạn cung này, chạm lại hỗ trợ cũ này, quay lại cái vùng 22 23 là một lần nữa, rồi pha sau phi vượt, khi nào mà nó vượt 24 là xác nhận anh em nhé, khi nó vượt 24 là nó xác nhận, nó vượt 24 là nó xác nhận anh em nhé, vượt 24 là nó xác nhận đây này anh em nhìn đấy. Thì lúc ấy bảo anh em chú ý là khi này nó có phiên test cạn cung là cái phiên này này, no supply bar đây anh em nhé, test không có ai bán ra nữa này, đúng hỗ trợ, sau đó tiền vào cái bảo anh em chú ý rồi vào luôn, sau khi bật lại này nó phi thôi.
Em nhìn giống của Federer không? Đây. Rũ bỏ nhịp này, đánh thủng nền 28 này, quay lại rút chân này, test một cái phiên cạn cung này. Đấy, nổ. HSG cũng thế. Đây, đánh thủng nền 22, ai ai bị rũ bán luôn chỗ này, gọi stop hunting đây. Thủng cái nền 22 đây. Anh em nào bán hết đây này. Ở cái nến này này. Sau đó quay trở lại tranh viên ngay, test thành công. Tiền vào, nổ. Được chưa anh em? Nó tương tự như nam kim ấy thôi. Nổ vào rồi thì sau đó nó sẽ con trên con đường nó break cái vùng đỉnh trên của nó HSG. Cái điểm mua này điểm mua sớm anh em nhé. Đây vẫn là cái điểm mua cho anh em theo cái cách thức như vậy đấy. Đây là điểm mua số 1. Anh em thì vào trước đi. Nó quay lại và quanh vùng 23, anh em mà chưa kịp mua hoặc là mua chưa đủ thì ta tăng thêm ở đây. Và khi nào mà nó vượt 24 lúc ấy chúng ta cũng phải đuổi lệnh nữa và quay nó back up thành công thì anh em mua tiếp ở đây và gia tăng ở đây. Anh em nhé, cái cách chơi của chúng ta và chiến lược chúng ta giao dịch là như vậy. Ok cho anh em, HSG nhóm thép. Và để minh họa cho cấu trúc này thì mở cho anh em HPG. Đây HPG đây, thì cái HSG đằng đâu? Đây HSG là cây nến này, Xavon này anh em này, đây này, đây là HSG này. Anh em mở anh em xem đúng không? Đây, Xavon chưa? Một cái Xavon dòng tiền lớn bắt đầu tham gia trở lại. Sau đấy nó có thể lùng nhùng nó test xuống một hai vài ba ba phiên nữa quanh vùng 23 này không cần biết. Thế nhưng mà sau đó chỉ cần tiền lớn vào đánh vượt 24 là xác nhận, không khác cái HPG này. Em nhìn anh em chú ý cái nến của HSG nhá, nó có giống HPG cái này không? Đây HPG một cái Xavon xông phi lên chạm đúng vùng đỉnh cũ quay trở lại gọi là nhịp này, nhịp gọi là pullback kéo ngược quay lại test lại một cái sau đó vượt. HPG thì là vốn hóa lớn gọi là nặng mông anh em, thì có thể là nó mất thời gian này thôi. HSG chưa chắc, HSG để mất khoảng hai ba phiên thôi, thậm chí là ngày mai nổ luôn chưa biết được như nào. Thế nên là cứ phải vào trước một phần đã, sau khi nó vượt đỉnh thì là quay back up anh em ra tăng tiếp. Thì HSG đấy anh em nhá, chú ý nhá. Thế nên mới cho anh em mua cái điểm này, thế chưa biết là nó có nổ luôn không, nhỡ đâu như Nam Kim hay sao nhá. Nam Kim hôm trước nó dí lên cây này sau nổ luôn thì mình cũng vẫn để vào mà nổ lại nó loanh quanh backup ở đây đã chạy lại đâu đấy, thì chúng ta cứ vào chứ cứ kế hoạch chúng ta chơi thôi. Thì Nam Kim chạy trước rồi nên là ngày hôm đấy nó chững lại không có tăng tiếp được vì nó đã nổ trước một cây đấy rồi, thì HG nổ sau thì cũng đi sau thôi, nổ rồi đây anh em nhá. Đấy rồi tiếp một cái cuối cùng nhá anh em nhá, một cái nhóm cuối cùng nữa anh em chú ý giúp Sơn, đấy là cổ phiếu dầu khí trong tuần sau, chú ý giúp Sơn cực kỳ chú ý PVS. Anh em nhìn như nào cổ phiếu này gọi là chia sẻ nhiều quá anh em lại bảo hô hào, nhưng mà nhìn cái cách vận động của nó thì cực kỳ đẹp anh em nhìn nhá. Trong cái nền tích lũy này nửa năm rồi, cái nền tích lũy này trên khung tuần này anh em này, nó tích lũy tại vùng đỉnh nhé, đỉnh thời đại của nó chứ không phải là cái tích lũy thông thường đâu. Nhiều cổ phiếu nó đang ở tít bên dưới này còn cách cái đỉnh thời đại quanh 1.500 còn xa, nhưng mà PVS này đang tích lũy quanh đỉnh thời đại này. Anh em nhìn cái cấu trúc của nó chạy này, đi nền này, đi nền quanh vùng 37 này, đánh rũ gãy của nền 37 này về 36 này, thanh khoản bán ra không có này, quay trở lại trên nguyên ngay, dòng tiền bơm vào liên tiếp, tiền bơm vào liên tiếp, tiền bơm vào liên tiếp. Và quan trọng nhất này anh em nhìn này, cái cây này cây nến no supply 3 này anh em này nhá. Đây cây no supply 3 đây là cây nến quay lại test cạn cung không có ai bán ra. Rồi sau đó như nào? Nổ một cây tiền vào. Đấy anh em. Thì bây giờ chạy như nào? Theo anh em chạy như nào? Chạy như này anh nhá. Đấy nhá. Này test no supply 3 này. Chưa? Lên vùng 30, 39 này. Back up lại một tí. Đấy, về back up 38 xong rồi nhá. Có thể thứ hai phi lên đây luôn. Xong mới back up lại xong phi tiếp. Hoặc là phi lên đây, back up lại một tí, xong rồi pha xong mới phi. Đấy anh em nhé, anh em chú ý vào cổ phiếu này. Cổ phiếu này thì Sơn cũng chia sẻ tương đối là nhiều rồi. Đâu rồi nhỉ? Cái cổ phiếu này thì Sơn cũng vào sớm từ quanh 38 ấy rồi. Đây này. Khi nào mà nó có lợi nhuận thì sẽ show cho anh em. Đợi để xem mà nó nổ vượt 40 được, cổ phiếu này cần vượt 40 được. PVS này cũng vào 38 rồi này. Đâu rồi? PVS đâu? Đây anh em nhé, đây PVS Sơn vào rồi này. Đấy, bao giờ vượt 40 thì ra tăng tiếp. Đang đợi nhé, cái điểm vào gọi là điểm vào sớm từ nền giá đây. Điểm vào sớm từ nền giá đây. Giống như HHV cũng vậy thôi, giống như GEX cũng vậy thôi, rồi giống như VCG, VX cũng vậy thôi, Sơn đã vào đầu vào sớm từ nền giá trước. Sau khi mà nó vượt nó thành công quay lại backup thành công thì bắt đầu Sơn sẽ gia tăng và đánh mạnh ở những nhịp sau khi nó vào cái pha gọi là có cái tạo SOS này. Đấy vừa chia sẻ anh em kiến thức SOS này ở đầu video nhá. Nó tạo cái SOS trên này này, sẽ tạo SOS trên này. Nó tạo SOS trên này có thể lên 42 này, tạo SOS là 42. Sau đó nó quay lại nó backup cái vùng SOS này một lần. Và cái pha sau nó vượt 42 là coi như là xong, là coi như chúng ta có thể tắt áp rồi. Ít nhất là đánh con này lên 48 đến 52 à đến 52 anh em nhé. Sau khi vượt đỉnh 40, đánh từ cái đỉnh 40 này lên 48 này cho 52,
ít nhất là 20-30%, thì lúc đấy chúng ta mới hẳn nghĩ đến cái việc là chốt lời trong ngắn hạn để đào hàng, chốt lời trong ngắn hạn nhé. Chứ còn trung dài hạn thì nó vượt đỉnh thời đại rồi, chúng ta chưa biết được nó còn chạy xa nào đâu trong vòng 2 năm tới, khi mà cái câu chuyện về nó thì nó còn nhiều lắm, câu chuyện tăng trưởng nó bền bền bỉ lắm anh em, chứ không phải là câu chuyện là quý này lãi quý sau lỗ, năm nay lãi năm sau lỗ đâu. Cái này nó hội tụ cực kỳ nhiều cái những cái đặc điểm của một cái cổ phiếu của cái theo cái đà tăng trưởng đến từ cái gọi là mật mã 333 đấy. Tóm lại là một cái cổ phiếu mà xứng đáng để quan tâm. Cá nhân Sơn thì là đây là cổ phiếu đầu tư của Sơn anh em nhé. Đấy, đại loại là như vậy, anh em chú ý cổ phiếu này. Và ngoài cổ phiếu này ra đấy thì anh em nhìn là PVD đây, nó cũng tương tự đây, nó break nó chạy rồi, chạy từ là PVS vượt 40 thì tương tự như PVD vượt 30, thì sau khi PVD vượt 30 nó cũng chạy đến mười mấy phần trăm và đang bắt gấp lại đây, đang nghỉ chân ở đây. Nhưng PVD này anh em ạ, chạy lên 36 còn ít, lên 36 này tầm khoảng 20%, nhưng mà để mà gọi là xây nền nó có thể sẽ lên tận 40 này, 35% có thể mới xây nền ở trên khu vực này. Đấy, thường lúc nào cổ phiếu sau khi mất thoát của cái nền tích lũy anh em nhé, nó sẽ vào cái pha gì này, tích lũy chán chê đi, break xong nhé, nó sẽ tăng một phát rất là mạnh, sau đó nó mới xây lại cái nền tích lũy số 2 đấy anh em, cái cách thức chúng ta chơi như vậy. Thế nên là còn nhiều cơ hội của nhóm dầu khí lắm anh em chú ý vào. Giả dụ như đã cho anh em mua PVB rồi này đấy, để lại mở cái zoom cho anh em xem. Đâu rồi đây anh em nhá, đây PVB này, PVB cho anh em mua trước tại nền này, nó chạy nền ngang này quanh vùng 21 này, cho anh em mua cái pha rũ 20.9 này, 21 này, quanh 21 mua luôn anh em đây, mua luôn đây này, điểm mua đây này, đấy anh em nhé, điểm mua đây này. Thì bây giờ lãi bao nhiêu phần trăm rồi, bây giờ lãi cũng được 15% rồi anh em, đấy mở cho anh em PVB, mà cái này là chia sẻ tín hiệu ông Dung cộng đồng đấy anh em nhé. Đấy chú ý hôm nay là PVB này, đấy, đâu nhỉ? PVB sâu hẳn lệnh PVB cho anh em rồi cơ, anh em xem lại nhé. Còn PVD thì khỏi nói rồi, PVD thì điểm mua khuyến nghị đây anh em này, khuyến nghị mua anh em từ đâu, khuyến nghị mua cho anh em tận 27.6, lên đây lợi nhuận là hơn 20% rồi, lên quanh 32 này lợi hơn 20% đấy anh em nhá, đấy anh em nhá. Đấy còn PVB thì cái ảnh ở đâu đấy, thôi không không mở lại đấy anh em nhé. Nhưng PVB là cũng được 15% rồi. Anh em nào Zoom khách hàng là khách hàng trong Zoom thì đã nắm được rồi, Sơn sẽ không chia sẻ lại nữa. Rồi ok, thế anh em chú ý nhá, những cái cổ phiếu nhóm dầu khí cũng sẽ có cơ hội, và đặc biệt lưu tâm giúp Sơn cổ phiếu là PVS này. Có cực kỳ nhiều tín hiệu rồi. Hoàn thành cái cấu trúc ở đây tạo SOS đây, nó chạy thì không khác gì ông này đâu. Ông này thì SOS của PVD đây, SOS PVD đây. Đã backup thành công đây, đây là backup. Backup xong tiếp tục vào pha tiếp diễn. Anh em nhé, chú ý nhé. Rồi ok, hôm nay video cũng dài rồi. Rất nhiều cổ phiếu để cho cái tuần sau để anh em có thể quan sát để vào rồi. Anh em nào mà thấy gọi là phù hợp với cái phương pháp đầu tư thì có thể liên hệ trực tiếp với Sơn, tham gia vào cái Zoom khách hàng của Sơn và anh em trong team để nhận được những tín hiệu mới nhất, để tránh trường hợp chúng ta mua quá muộn, cổ phiếu tăng rồi chúng ta mới quan tâm lưu tâm đến thì là lúc cái điểm mua không còn đẹp nữa. Thành ra vào càng sớm, anh em có thể mua càng sớm, càng càng đẹp thì nắm giữ được càng lâu và lợi nhuận càng cao. Anh em nhá, đặc biệt là anh em nhà đầu tư nào mà là nhà đầu tư mới, khách hàng nào nhà đầu tư mới, liên hệ với Sơn để có thể tham gia vào cái Zoom tự học chứng khoán để nâng cao năng lực của mình, để tự có thể là lựa chọn cho mình được những cái gọi là new đẹp, những cái cổ phiếu mà yêu thích theo đúng cái chiến lược và trường phái mà mình mong muốn. Và ngoài ra nữa là tránh được cái tâm lý gọi là cái tình trạng gọi là chúng ta bị cuốn vào thị trường, có thể là hoang mang quá rồi có khi lại phấn khích quá rồi mua FOMO, thì anh em chủ động với kế hoạch giao dịch em nhé. Ok, anh em nào còn đang xem video đến bây giờ thì nhớ like giúp Sơn nhé, anh em nào xem sau nhớ like giúp Sơn, đang tính tương tác cho kênh của Sơn đấy anh em nhé, đoạn này kênh đang hơi bóp tương tác. Ok, chào anh em, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nhé, xin chào.